có nhiều bạn á xem cái clip của Văn Sơn rồi lên comment nói chú Sơn ơi, chú Sơn ơi, cái xe này á, đi trên xe được cái mình xả thải nước ra rồi nước nó nằm ở đâu chú Sơn ơi, cho con biết cái chú Sơn ơi. Nhiều lắm, rất là nhiều luôn. Có nghĩa là các bạn với lại các con thắc mắc rất đúng luôn. Hồi xưa chú Sơn chưa đi xe AV, chú Sơn cũng không biết là nó như thế nào, cái hệ thống nó như thế nào hết. Thứ nhất Văn Sơn trả lời nè, ở trên xe đó nó có một cái bình có khoảng chừng 40 gallon nước fresh water, có nghĩa là khoảng chừng 150 lít nước nha, ở trong xe mình, nước sạch trong xe mình đó. Và mình có một cái bình nó đựng nước tắm rửa và nước rửa chén đó, nước rửa tay, rửa chén, nước tắm rửa đó, nó kêu bằng gray water, nó cũng tương đương khoảng chừng 40-50 gallon. Song song theo đó nó có một cái bình nó gọi là black tank, có nghĩa là cái bình đựng nước đen đó, một nó nôm na là bình đựng nước xám và bình đựng nước đen. Nước đen là nước toilet, ok, trong cái toilet của mình xả ra đó, thì nó khoảng chừng 30-40 gallon, là khoảng chừng được khoảng 100 lít ha. Rồi, và khi mình di chuyển trên đường, tất cả nước xả thải nó đựng vô trong cái bình đó, nó dùng ở trong cái bình nước fresh tank và nó đựng trong đó. Nhưng khi mình đậu lại phạt thì mình phải gắn nước vô, mình gắn điện vô và mình gắn ống xả thải ra ngoài. Thì cái xe này đó, cái bộ xả thải nó nằm ngay đây thôi, không đâu xa chứ, ngay đây nè. Ok, đây các bạn ha, đây là điện nè nha, và đây là nước, ok, và đây là ống xả thải, ok. Trước khi mình làm mình nên mang găng tay vô cho nó sạch sẽ thôi, chứ không có gì ha. Thiệt ra nó không có cái gì dơ hết trơn á, nó không có cái gì hết trơn á, nhưng mà thường thường á thì trong cái mùa dịch này mình kỹ càng chút xíu nha. Việc đầu tiên á thì đây là ống nước nè, các bạn thấy không, thấy ống nước không? Cái ống nước này là cái ống nước nó không có đi chung với xe nha, ống nước này là ống nước rời nè. Cái đầu này nè mình gắn vô đây nha các bạn, ở đây nè nó có một cái chỗ để mình connect nó vô trong xe mình ha. Gắn cái đầu này vào trong xe mình là coi như là nó đã connect một cái đầu vào trong xe mình rồi, còn cái đầu còn lại mình sẽ connect vào đây. Cái đầu còn lại ha, mình sẽ chạy vào ống nước của cái phạt mà mình ở. Luôn luôn lúc nào nó cũng có nước và điện đi kèm ở đây nha. Đây là ống nước nè, mình có thể mình làm cho ống nước của mình nó gọn lại ha. Kế tiếp là gì? Đây là điện nè các bạn, đây là điện nè. Đó, cái dây điện nó như thế này, nó là điện 30A nha, 30A. Cái xe này xài điện 30A, có nhiều xe lớn hơn nó xài điện 50A, nhưng mà xe này là 30A. Dây điện nó như thế này, một cái đầu kia đó thì nó đã gắn chặt vào ở trong này ha, nó connect thẳng vào trong xe. Còn đầu còn lại nó cho mình một cái khúc khoảng chừng, Vương Sơn nghĩ khoảng chừng chục mét vậy đó. Đó, dây cỡ như thế này ha. Mình sẽ kéo qua bên này. Đây, đây là connect điện. Đây là điện 50A, điện 30A mình nằm bên này. Và ở đây nó có điện 110 nữa nè nha. Ok, thì mình gắn điện mình vô đây 30A. Ở đây nó có ba cái cầu dao nằm đây, mình cứ bật lên đó là trong xe mình có điện. Kể cả trong này nó có cái cable luôn, nếu mà mình có đem dây cable thì mình gắn vô đây, bỏ ở đây luôn là xe mình có cable TV luôn, ngon lành ha. Rồi xong, đường xả thải thì nằm đây. Đây, đây Vân Sơn bỏ trong cái thùng vậy cho nó sạch sẽ nha. Đây, để đây. Cái dây này á, nó có hai cái ngàm khác nhau, thấy không? Đó, một cái thì mình connect vô trong cái xe của mình. Mình connect vô đây. Thứ nhất mình connect vô đây. Ha, một cái. Cái đầu thứ hai, đây là cái đường cống của CD. Đây ha. Mình mở đắp này lên, mình có thêm cái connection của mình nữa, nó nằm như thế này nè. Cái này đưa xuống đường cống nè, để đây mình dặn một vài vòng đó cho nó dính ở đây ha, xong xuôi. Đầu còn lại của cái ống mình á, mình bỏ vô cái chỗ này, mình lót nó lại. Rồi, vậy là coi như xong. Hồi nãy giờ Vân Sơn chạy trên xe đó, mình lót hai cái van lại, bây giờ mình tháo hai van ra nè. Một cái van đó là của cái bình toilet, và cái van thứ hai là nó của cái bình gray tan, là cái bình nước tắm rửa, rửa chén, rửa tay nha. Đầu tiên mình giật cái black tank ra trước, đó, giữ cái bình toilet ra trước nha, xong xuôi.
mình giật, thứ hai là mình giật cái bình Raytan là nước tắm rửa ra. Vậy là xong. Đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng, sạch sẽ. Đúng không? Rồi, tháo găng tay ra. Bây giờ Vân Sơn sẽ tiếp tục mời các bạn bước vào trong xe để mình khám phá tất cả những cái tiện nghi ở trong xe cùng với Vân Sơn. Nhé. Là chưa? Mời các bạn bước vào đây. Ok. Rồi. Đây là phần nội thất của cái nhà mới mua của tôi. Đó, thấy đã không? Nhìn thấy khang trang lịch sự phải không? Hơi nhỏ chứ gì, phải không? Các bạn nói ơi hơi nhỏ. Một nút một thôi, một ngón tay một thôi là nó sẽ rộng ra liền. Ok, chào Vân Sơn nè, coi nè. Đây các bạn xem. Đó, thấy chưa? Vậy thôi. Rộng ra khoảng chừng 1 mét nữa. Đã chưa? Không. Từ đây nè, rộng ở đây nè. Nhìn bên đây chúng ta thấy hai cái sofa ha. Hai cái sofa đó nhiều công dụng lắm, một chút xíu đó Vân Sơn sẽ giới thiệu cho quý vị xem. Bên đây là một cái sofa dài, chúng ta có thể nằm dài ở đây luôn đúng không? Mà cái sofa dài nó có nhiều công dụng lắm, lát để Vân Sơn giới thiệu cho quý vị xem ha. Đó là ở bên phải của quý vị và bên trái của quý vị là nhìn thấy gì? Từ đầu tiên nhìn vô là cái gì? Hai cái sink đúng không? Kế bên này là một cái khoảng rất là lớn để chúng ta có thể để thịt cá hay là gì đó làm việc với nhau ha. Rồi kế bên nữa là gì? Là hai cái bếp, một cái bếp điện, một cái bếp ga. Và đây là cái tủ lạnh, đây là tủ kệ ha, tủ kệ vòng này nè, trên dưới đã lắm. Ok. Và khi đẩy cái slide ra rồi, mình còn làm một công việc nữa để nó trở thành cái nhà hiện nay thì đó, nó hơi lắc qua lắc lại nè, các bạn thấy không? Đó. Ok. Cái xe này nó thông minh lắm. Nó có 4 cái chân ở dưới đó. Bây giờ mình bấm 4 cái chân xuống ha, để 4 cái chân, 2 chân trên, 2 chân dưới nó chịu lại. Và 4 cái chân này đó là mình không cần phải xuống mình điều khiển nó luôn. Nó tự động nó level cho mình luôn. Cái nào cao, cái nào thấp nó đo level hết tất cả mọi thứ, cái xe mình nó bằng phẳng giống như là cái xe nằm ở trên 4 cái trụ vậy đó. Đây nè. Bấm cái nút này thôi. Các bạn nghe nó kêu không? Nghe không? Nghe đã không? Đó, nó đang làm gì ở dưới đó. Nó thông minh vô cùng ha. 4 cái chân nó chạy xuống dưới, nó chạm đất xong rồi nó mới tự đo với nhau cái nào cao, cái nào thấp, và bắt đầu nó level cho mình luôn. Phía sau đang lên. Mình sẽ có thể feel được luôn đó. Phía sau đang lên nè. Bên này đang lên nè. Đó, ở trước góc này đang lên nè. Bên góc bên này lên nè. Đó, nó đang level lại đó. Nó kêu một tiếng thì là xong rồi đó. Và các bạn biết sao không? Bây giờ đó, khi 4 cái chân mà xuống đó ha, thì khi bạn nằm ở cái tư thế là cái chìa khóa hoặc là cái máy mình đó, nó đang mở lên, thì nó luôn luôn nó báo tiếng bíp 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 như thế này, để nó cảnh báo cho cái người tài xế đó biết được rằng 4 cái chân tôi đang dưới đất nha, đừng có chạy nha. Nó kêu là bíp 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 gì đó. Đến khi nào mình tắt máy thì nó bắt đầu nó hết kêu. Mình sẽ tắt nè. See, thấy không? Thông minh chưa? Đây, các bạn thấy thế nào? Khi mà cái xe đang di chuyển nha, chúng ta có quyền ngồi ở cái sofa này tận hưởng. Safety đàng hoàng, seat belt vô đàng hoàng nè. Đó. Rồi. Đã chưa? Giống first class không? Gì các bạn nói là first class nằm ra được hả? Nay nằm được mà. Không tin nữa. Nè coi nè. Đó. Gì có đã không? À. Sướng chưa? Chưa nằm hả? Nè muốn nằm nè, tôi nằm luôn nè. Đó. Rồi. First class chưa? Giống như bài first class luôn đúng không?
quá sướng luôn. Trong khi xe đang chạy ha, chúng ta có thể nằm đây xích beo lại ngủ an toàn đàng hoàng đúng không? Quá sướng. Kế bên luôn có ghế y chang vậy luôn đó, đè cái trên đầu luôn nè, thấy không? Muốn đọc sách mở lên, không muốn tắt đi đúng không? Xe này nó làm thông minh lắm, nó làm cho mình cảm thấy mình tiện nghi vô cùng ha. Xung quanh đây tất cả những cái fit ha, để mình cắm điện, mình chạc phone, mình chạc laptop, mình làm tất cả đủ mọi thứ. Thậm chí nè, nó có nguyên cái tủ bự này luôn ha, Phương Sơn đựng tất cả những cái remote control, dây cổ hay là thậm chí máy laptop để đây luôn, kế bên luôn đó. Mình vừa ngồi ha, mình mở máy laptop ra đó, see, xong xuôi mình ngồi mình làm việc ở đây nha. Còn nếu mà mình muốn relax chút xíu nữa, buông chân ra đó, à, gì còn chưa đủ ha, đạp ra luôn đó, nằm xuống luôn đó. Rồi quý vị thấy đã chưa? Chưa đâu, còn nữa. Bên này nè, nó có một cái bàn nữa nè, đó, kéo cái bàn này lên nè, các bạn coi nè. Ui chà, các bạn thấy không? Đây, chúng ta có thể trở thành một cái gì, một cái bàn ăn, hoặc là sao, hoặc là mình có thể trở thành cái bàn làm việc được không? Được mà, đi nè. Đó, máy nè, laptop để đây, ngoài đây đã chưa? Không, phải xương phải không? Mỗi mỗi bật cái chân ra đó. Trời ơi, còn gì nữa, còn gì nữa nói ha. Các bạn biết trước mặt Phương Sơn nữa là gì nữa không? TV, thấy chưa? Cái TV đang trước mặt kìa, thấy không? Nó thiết kế thông minh vô cùng luôn, quá đã phải không các bạn? Ha, sướng ha. Chưa hết đâu, còn nhiều đồ chơi lắm. Cái xe này nó nhỏ nhỏ nhưng mà điều nó có vỏ. Nè, thấy không, thấy đã không? Đó, ra vô thoải mái tiện nghi vô cùng luôn đó. Đó, không mình muốn, không muốn xếp lại đó, xếp lại đẩy vô đây không, thấy chưa? Ở trên này là gì? Trên này là những cái tủ để Vân Sơn đựng máy móc đó, ở đây nè, sướng không? Đó, rất là ngon lành luôn đúng không? Còn gì nữa ha? Rồi kế đây là cái sofa, thí dụ như là các bạn ngồi đó mà thấy không thoải mái thì có thể mình nằm đây đó, nằm đây nè, nằm dài đây luôn. Xe đang chạy mình vô đây mình nằm mình ngủ giấc được không? Hoặc là ví dụ như dừng lại mà ba bốn người đó, mình vô đây một chỗ để mình nằm mình nghỉ luôn, sướng không? Quá sướng. Nãy giờ có nhiều bạn hỏi gì tối ngủ đâu, không lẽ ngủ sofa hả? Đúng không? Thông minh lắm, nó thông minh lắm. Đây các bạn coi nè, ha. Lý do tại sao Vân Sơn thích cái xe này ha, và lý do tại sao Vân Sơn thích cái floor plan này ha, nó thiết kế nội thất của cái này nó thông minh vô cùng. Sofa ban ngày khi mà kéo vô đó thì nó trở thành cái sofa đúng không, nhưng mà khi ban đêm thì nó sẽ là thấy chưa, mở hai cái chân ra đó, và các bạn có thấy nó thông minh chưa? Có thấy nó thông minh chưa? Ha? Trở thành cái giường mỹ nhân ngư quá đã phải không? Queen bed luôn đó, queen bed luôn, hai người ngủ dư sức luôn, quá đã phải không? Sướng quá, còn gì nữa? Phía sau này là gì? Phía sau này là tủ quần áo, phía sau này nè hai cái tủ quần áo, ngăn kệ tủ quần áo. Còn có đèn nữa nè, đây tất cả đèn đều lên hết ha, đã lắm. Hai bên là có những cái dây để mình cắm phone mình chạc, sướng lắm. Tất cả mọi thứ đã vô cùng luôn đúng không? Nè, xong ban ngày cái mình xếp nó lại ha, bấm cái nút mình xếp nó lại. Thấy đã chưa các bạn? Xếp hai chân vào, xếp hai cái chân vào rồi, trở thành cái sofa, trên cái sofa bed đúng không, một sofa dài, phía sau là gỗ,
Chỗ này mình có thể mình decorate bằng một cái tấm tranh hay gì đó ha, vẽ tấm tranh hay gì đó để chỗ này luôn, được luôn. Chưa hết đâu, dưới này nè còn nguyên một cái storage này nữa, thấy chưa, đừng biết bao nhiêu thứ dưới này, đã lắm, nó thông minh quá, nó xì mạc quá. Nhỏ nhỏ mà có vỏ, đúng không đó. Hay nhiều khi buồn buồn mình chú đây mình nằm giáp được lắm rồi nha. Vừa luôn đã không đó, vừa ở đây mở lên lấy đồ, lấy đạc đồ đây, nó tiết kiệm từng cm một, nó thông minh quá luôn ha, thích nó quá, yêu nó quá luôn. Bên đây là cái gì? Bên đây là hai cái kệ ha, hai cái kệ đứng, đựng rất là nhiều đồ trong này. Và bấm cái nút mở kệ ra, thấy không, tủ nhiều lắm, ngăn nhiều lắm, nhưng mà nhiều cái tủ này nó sâu quá, để tút trong làm sao mình giấu tới mình lấy, đúng không, không cần gió ấy. Đó, chỉ cần kéo cái tủ ra thôi, ra cho mình lấy, thấy không, xí, thấy không, xí, trời ơi, nó đã quá. Xe kia nó không có, gió nhiều khi muốn đứt cái dây chằng luôn, già rồi, gió nhiều. Đó, xong cái đó đóng lại cái mình đẩy cái nút cái xong ha. Trên này cái panel này đó là nó control hai cái solar panel nằm trên nóc, hai cái solar panel luôn, 200W nha, 200W nằm ở trên nóc. Rồi song song theo đó thì kế bên này nó sẽ có một cái panel, nó báo cho mình hết tất cả những cái level của những cái tank, những cái bình á, bình chứa nước fresh water, rồi bình chứa nước xả thải, rồi thậm chí bình ga nó cũng báo đây luôn, gas đều báo đây hết ha. Rồi đóng đây. Rồi đây là cái nút để mình slide cái room này ra, cái phòng này nè, slide cho nó rộng ra ha. Rồi. Không. Rồi. Này. Không. Chưa hết. Đây là gì biết không? Hệ thống máy lạnh, máy nóng, máy lạnh, máy sưởi và máy lạnh. Nguyên cái máy lạnh nằm ở giữa phòng này nè. Đó, mở ra một cái là muốn sưởi là sưởi, muốn lạnh là lạnh. Hệ thống máy sưởi lạnh đây. Còn đây là đèn. Ha. Thông minh chưa? Rồi. Kế bên là toàn bộ tất cả những dây phích cắm rồi dây chạc pin đồ đầy đủ hết. Không nghĩ gì nữa. Rồi xong. Đây là gì? Tất cả những cái nút đèn nằm đây nè. Đó, đèn nè. Đèn lớn, đèn nhỏ. Thấy không? Các bạn thấy không? Ok. Rồi. Đây là cái hút. Để hút khói ra đó. Khi mình nấu bếp đó mà có mùi hôi hay là có gì đó. Hay là khói gì đó là hút lên đây. Bật đây cái quạt nó chạy là hút lên. Trên đây là tủ, mình có thể mình để gia vị hoặc mình để đồ khô hoặc là thế đường, cà phê, đồ tất cả mọi thứ, máy xay đồ nằm trên này được nha. Trong này nó có mấy cái nút trong này, mấy cái panel trong này đó. Thứ nhất là nó có một cái nút để mình bấm, mình sưởi ấm tất cả những cái hệ thống mà nước xả thải với lại nước fresh water của mình nó nằm trong này nè, cho nó ấm. Lỡ mà mình đi những tiểu bang nào mà nó mùa đông, nó lạnh, nó đông đá đó ha, thì mình phải đóng lên, bấm lên để cho nó giữ cái sàn mình ở dưới á, tất cả những nước dưới á, cho nó đừng có đọc đặt lại. Tại vì nước mà nó đặt lại là nó tất cả những cái thùng hoặc là đường ống mình nó bể hết, nó vỡ hết, đúng không? Và nó nghẹt hết. Và đây là có cái panel để mình mở và mình tắt cái máy điện của mình luôn, cái máy phát điện nằm ở dưới ha, nằm ngoài nãy đó, nhớ không? Rồi, đại khái nó là vậy. Ở đây là đèn. Panel, TV sao ba ha, loa, rồi không phải là chỉ là tivi không đâu, không phải là chỉ là tivi bình thường gì đâu. Ở đây nó còn có mở ra để mình có thể mình đựng được những cái gì lặt vặt ở trên này, hoặc là những cái như là mấy cái CD player, hoặc là những cái internet gì đó, bất cứ cái gì nằm trong này, đường dây internet đâu nằm này, chằng chịt trên kia, đã lắm ha. Rồi ở đây nè, đó nó có để cho mình để một cái để mình để một cái cuộn giấy lau tay này nữa. À, tuy nó là không phải là gì nhưng mà nó nghĩ tới những cái chuyện mà nó xê từng chỗ cho mình luôn nè, các bạn thấy không, nó hay không, đã không, quá đã phải không.
Rồi khu vực này nè rộng rãi ha, khoảng gần 1 mét đó, không có dẫn chơi đâu mà nó sạch sẽ ha. Countertop làm rất đẹp, rất sạch sẽ luôn. Cái này làm gì? Cái nào nhồi bột, nhồi bột được luôn. Đây là gì? Đây là microwave oven luôn ha. Đây là những cái tủ để mình để những cái thức ăn mình đây. Và đây cũng vậy, đây là để mình để chén, muỗng, đĩa, rồi bịch zipper, rồi để khái tất cả mọi thứ ha. Nồi niêu xoong chảo để đây, tiện chưa? Đây đây là hai cái sink, bên rửa chén, bên rửa tay. Nói chứ làm hai cái sink để chúng ta có thể chúng ta phân biệt, một bên chúng ta có thể làm rau củ quả thịt thà gì đó, còn bên này cũng đem ta rửa xả thải tất cả mọi thứ ha, tính rất kỹ luôn. Và cái sink này ngoài ra nó còn có cái đường ống ha, kéo tới kéo lùi được luôn và trở thành một cái vòi sen được luôn nè. Xin nè, nước nóng luôn luôn nóng, cái máy nước nóng này thích quá, nó luôn luôn nóng. Những cái tủ này đó nó hay một cái nữa đó là các bạn biết gì không, ngoài những cái thiết kế thông minh và đẹp như thế này ra, nó còn có một cái safety nữa là cái lock nữa đó nè, cái tủ nè muốn mở ra không được, nó phải nút này phải bấm mới mở ra được, thấy không? Mở ra gì nè, đó đây là đựng gì, bánh kẹo, cereal, bánh mì hoặc là những cái gì đồ khô, đậu phộng rồi ha, kẹo chocolate M&M rồi ha. Nó thí dụ như vậy, mình để trên này. Không ấy. Và khi xe chạy đóng nó lại. Lỡ đồ trong cái đổ ra làm sao? Đúng không? Nó chăn nắp ra làm sao? Lắp nó lại. Hết ra. Thấy chưa? Nó tính thông minh vô cùng. Xe kia nó không có. Hả? Lý do tại sao Vân Sơn đổi qua cái xe này nó là vậy đó. Nó có nhiều cái nó chi tiết lặt vặt nhỏ nhỏ nhưng nó làm mình hài lòng lắm, nó làm mình vui vẻ lắm. Mình sẵn sàng mình trả ra, mình trả gấp đôi để mình lấy cái xe này. Rồi, từ nãy giờ Vân Sơn giới thiệu chỗ sinh hoạt ha, chỗ ngủ nghỉ ha, chỗ để mình ăn uống ha. Vậy chỗ xả thải như thế nào? Vô cùng tiện lợi. Đây. Đó. Mở cửa ra. Ôi trời ơi. Nó đẹp lắm. Nó đẹp không phải là tại vì ở trong này nó đẹp không, mà cái vị trí của nó rất đẹp luôn. Cái vị trí của cái toilet của cái xe này nó tiện lợi vô cùng. Nó tuốt ở phía sau, thấy không? Thấy không? Tất cả mọi thứ sinh hoạt ở phía trước, còn cái toilet nằm ở phía sau này hết. Cái hãng Winnebago ha. Cái model mà View này đó, nó có nhiều cái model khác nhau, nhiều cái floor plan, nhiều cái thiết kế nội thất ở trong khác nhau. Nhưng cái 24D là cái thiết kế nội thất mà Vân Sơn thích nhất. Mà không phải chỉ Vân Sơn thích không, mà tất cả mọi người đều thích nó. Đó là lý do bởi vì tại sao người ta phải chờ nó 3-4 tháng mới có được chiếc xe như vậy. Vân Sơn cũng không ngoại lệ, cũng phải chờ 3-4 tháng, order 3-4 tháng nó mới về, và phải bay qua tính tận Dallas mới có được cái xe này ha. Cái thiết kế nó rất là thông minh ha. Cái restroom của nó, cái vị trí của nó đẹp, và thực sự phía trong nó đẹp lắm. Mời quý vị các bạn bước vào bên trong ha, mình quan sát sơ sơ nó một cái coi nó như thế nào nha. Ok, vô nè, đó thấy chưa, bên này nè là chỗ đi tắm nè. Các bạn xem nè, đã không? Đó, đây là cái vòi sen nè ha. Nước nóng nè, mở ra bốc khói luôn. Nóng nước lạnh. Đây. Đứng tắm. Ha. Mở ra. Mở cái này là để chỉnh nóng lạnh nè. Còn nếu mà mình muốn thêm cái nút nữa là nắm bắp đây. Thấy không? Đã không? Cửa nè. Privacy. Đó. Nước khỏi dăn. Ok. Rất tiện nghi luôn nè. Thấy đã chưa? Toilet. Toilet nè. Bên này nó có một cái bàn đạp. Đó. Mình bàn đạp này nè. Nước nó ra. Nè. Các bạn coi xem nè. Đó. Sạch sẽ vô cùng. Thấy không? Cái toilet này là nó làm riêng cho cái xe RV nha. Nó giống giống như là toilet trên máy bay vậy đó. Đã lắm. Nè, còn đây là cái sink. Đó, cái sink rửa mặt nè. Và đây
là có cái tủ medicine đó. Cái tủ này đó là để đựng thí dụ như mấy cái lặt vặt như thuốc men hay là bàn chải đánh răng, kem đánh răng hay là giấy toilet. À, cái giấy toilet này đặc biệt nè, giấy toilet này là chỉ sản xuất cho AV với lại trên hãng máy bay nó xài thôi, tại cái giấy toilet này là nó thuộc loại giấy nó dễ tan hơn ha. Và để thấy mình đựng một số mấy cái thuốc men đặt vặt gì đó ha, băng keo đồ băng cá nhân nữa. Đây là cái máy sấy ha, máy sấy này là của mình nhưng mà cái móc máy sấy là của nó nè, của chữ W là gì, là Winnebago, có nghĩa là cái hãng sản xuất ra cái xe này nó làm tỉ mỉ lắm đó, nó có chữ W luôn, đại diện cho hãng luôn nha. Và đây mình có cái tủ này là cái tủ quần áo, có thể móc quần áo đây ha, nó có cái đồ móc quần áo đây nè, quần áo mình có thể móc đây. Cái tủ này cũng tương đối rộng ha, và ở đây nó có hai cái đệm, hai cái nệm để lót lên hai cái ghế ngay chỗ tài xế là cái chỗ passenger đó, để mỗi khi ở đó mình ăn dinner thì mình quay cái ghế lại và mình có cái bàn mình gắn ngay đó luôn, cái bàn để ăn dinner ha. Đúng không, rất là dễ thương nha. Rồi chỉ như vậy thôi, còn gì nữa, đây là ổ điện nè ha, giấy để giấy đựng toilet nằm đây đó, tất cả mọi thứ nằm đây, thấy không, tiện nghi dễ dàng tiện lợi. Và ở đây đặc biệt nó có một cái quạt hút đó, mỗi khi mình đi restroom hay đi gì đó mà mình cần fresh air đó thì bật lên hơi rút ra, thấy chưa, đã chưa, nó tính tiện nghi tới nỗi mà nó cho đường ống nóng và lạnh vô đây luôn nè, air heat rồi đó, cho vô đây luôn, thấy không, đây nè, đèn, đây là cửa sổ nha, cửa sổ kéo lên kéo xuống có cái pling mở ra mở vô đó, hay không. Đây là cái nút này là cái nút để mở cái giường nè, lên xuống nè ha, đây là đèn đó. Rồi đây là đồ mặc áo, khi chúng ta vào restroom chúng ta đóng cửa lại, đóng cửa lại thì thế như thế này đó, làm chưa ha, vậy nha. Xong bây giờ chúng ta bắt đầu bước ra đầu xe. Đây là phần phía trên của cái xe AV ha, phần đầu của cái xe AV nó gồm có hai phần, phần dưới và phần trên. Phần dưới thì cũng như là tất cả những cái xe mà CD nào khác hay là những cái xe khác đó, thì các bạn thấy là bên đây là tài xế nè, bên đây là passenger nè ha, có nghĩa là bên đây là Vân Sơn ngồi nè, bên đây là ghế Vân Sơn ngồi nè đó. Vậy đó, phía trước nó có nhiều function rất là hay, một lát nữa Vân Sơn sẽ giới thiệu cho các bạn xem sao. Nhưng mà hiện tại Vân Sơn đang muốn nói ở phía trên nè đó, phía trên Vân Sơn nè, các bạn thấy không, nó là một cái nơi mà chúng ta có thể ngủ được hai người trên này, hoặc là chúng ta có thể biến nó thành một cái kho trên này, đựng rất là nhiều đồ trên này. Ok, Vân Sơn cho các bạn xem chi tiết ở phía trên nha, xem nè. Rồi ha, mình kéo cái này xuống, nó trở thành một cái giường rất rộng luôn nha. Và muốn lên nó thì mình có cầu thang đây, máng vào đây và chúng ta leo lên. Rất đã luôn đúng không nè, nằm ở trong nè, nằm đây là nằm ở phía trong ha, ở phía ngoài Quân Sơn để cái tay nè, nó không hết cái tay luôn, có nghĩa là kế bên này á, có thể ngủ được một người nữa, một người nó ngủ bên này được nha. Nhưng phải là thí dụ như là hai người đàn ông hoặc là hai người đàn bà đó, chứ nếu mà một nam một nữ mà ngủ trên này đó ha, thì nó sẽ có cái vấn đề là mình chuyển động rất nhiều đúng không, mình lăn qua mình lăn lại, mình lăn tới mình lăn lui, mình bò lên mình bò xuống hồi té đó. Ok, nói giỡn vậy thôi chứ hai người ngủ trên này là thoải mái dư sức luôn ha. Trên này á, nó có một cái chỗ để cho e nha, để cho máy lạnh hoặc là máy hít nó thổi lên trên này, mát lắm, rất là mát luôn. Đặc biệt là mình có thể mình mở ra đây để mình nhìn ra ngoài trời ha, mình nhìn ra ngoài trời cảnh trí đẹp, ví dụ mình đậu ở hồ, mình đậu ở biển, tất cả mọi thứ mình có thể ngắm từ trên này luôn, mở cái cửa sổ đây luôn, thông air ra luôn ha, gió ra vô luôn đó, fresh air vô luôn, đã lắm đó, rất sướng luôn.
Và trên này nó có cái đèn nè ha, bật lên một đúc là đèn ngủ nha, đèn xanh xanh này đèn ngủ nè. Nếu như mình muốn sáng hơn, mình bấm nó lại, hô nó lại, nó trở thành cái đèn đọc sách hoặc là mình làm bất cứ cái gì đó cần sáng như này. Sướng chưa? Mình nằm ở đây á, vị trí này mình nằm mình ngủ nè, mình mở cái màn ra thì mình sẽ connect được với lại cái phòng khách ở dưới, và mình nằm ở đây mình có thể mình coi tivi được luôn. Mình coi tivi được luôn nè, đó, nằm đây coi tivi nè, sướng không? Rất đã luôn. Tiện nghi quá, cái xe này nó tiện nghi quá luôn á. Và đặc biệt là tất cả những cái chi tiết nè, nó làm chi tiết, làm detail đâu vô đó đàng hoàng, làm good lắm. Quá chi tiết, quá đã luôn. Rồi. Nếu như mà mình cần một chút xíu riêng tư ha. Cần xíu riêng tư thì mình kéo nó lại. Xong. Hú hà. Hú hà. Ok rồi. Vậy thôi nha. Bây giờ chúng ta sẽ xuống phía dưới để mình làm chi tiết của cái đầu máy ở dưới nha. Đã lắm. Điều đầu tiên khi chúng ta ngồi lên chiếc xe này là chúng ta cảm thấy nó rất là sang chảnh, đúng không? Đó, các bạn biết tại sao không? Tại vì á, mình ngồi đây mình nhìn thấy một cái huy hiệu ha, một cái logo Mercedes nằm ở đây là mình cảm thấy rất là an tâm, đúng không? Tại vì xe Mercedes nó có trên hàng trăm năm nay rồi các bạn, đúng không? Thành ra tất cả mọi thứ nó làm á, nó cảm, nó cho cái người lái xe, nó cho cái chiếc xe này thêm một cái phần rất là safety, rất là an toàn luôn ha. Đã chưa? Rồi, tất cả những cái tiện nghi xung quanh này đó thì ở đây mình có cái power kiến lên xuống nè ha, mình có cái đồ chỉnh cái mirror, cái kiến chiếu hậu ở ngoài nè ha, rồi mình có cái ghế chỉnh lên chỉnh xuống nè ha, lưng ghế nè, tất cả là power hết. Mình có memory 1, memory 2, memory 3 nè ha, rồi mình có, thậm chí mình có cái heat nữa, có heat luôn nha, cái ghế này nó có heat luôn. Đã chưa? À, trên này Sơn hay để mấy cái máy quay phim nè, thấy không? Đó, trên này là thuận tiện lắm. Hay là thí dụ như là mình để thêm mấy cái GoPro nè ha, hoặc là pin nè ha. Đó, những cái như nè, nhỏ nhỏ lặt vặt cần thiết trên chuyến đi của mình, mà mình những cái vật dụng mà cần thiết mà mình cần lấy liền hàng ngày đó thì mình để ở đây nha. Rồi, ở bên ghế passenger thì nó còn có đây nè, đó. Ví dụ như là những cái chỗ như là máy laptop nè, đó, để đây, đã chưa ha. Rồi phone mình nè, nó có những cái chỗ để như thế này rất tiện lợi luôn, đúng không? Trong này chưa hết nha, trong này nó còn có những cái ví dụ như là nè, dây USB nè ha. Rồi tất cả những thứ trên này nè, nó có cái đồ sạc xe nè, các bạn biết nè ha, một cái 12V nè, những cái connect với phone của mình nè, connect với lại phone Samsung nè, đó, tất cả mọi thứ nó có sẵn hết trên này. Và đặc biệt nó còn có cái này nữa nè, trên này á nó có một cái đồ sạc pin tự động, nó bỏ lên đây nè, tự động sạc pin luôn, sạc pin không dây, thấy đã chưa? Mở máy xe lên, rồi các bạn biết lý do làm sao mà nó kêu không? Tại vì hiện nay nó kêu bíp bíp như vậy đó là tại vì cái xe của mình á, nó có bốn cái chân chống đất á, nó kêu bíp 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 như vậy đó ha. Bây giờ Văn Sơn sẽ rút bốn cái chân nó lên để làm gì? Để đừng kêu nữa, để mình nói chuyện cho nó bị đỡ bị annoy, đúng không? Nó đỡ bị phiền. Ok, mình sẽ rút bốn cái chân lên trước cái đã. Hay quá các bạn. Rồi các bạn thấy không? Đó. Bởi vậy khi mà mình đi một cái xe mà nó có cái thương hiệu đó, hay là Vân Sơn nó ngược lại một xíu, là khi mà cái thương hiệu tạo được cái uy tín rồi đó ha, thì nó làm cho khách hàng an tâm vô cùng. Ví dụ mình ngồi trong một cái xe Mercedes thì ngoài vấn đề mà tất cả những cái safety, những cái an toàn mà nó làm cho cái xe này, nó làm cho người passenger, nó làm cho cái người tài xế được an toàn trên xe rồi đó ha, nó còn tạo những cái tiện nghi mà những cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi mà mình thấy mình hài lòng vô cùng. Thí dụ như hiện tại đó, cái phone là một cái vật mà nó không thể nào rời khỏi chúng ta được, đúng không? Luôn luôn dính liền với chúng ta, thì nó làm cái chỗ để phone rất tiện lợi luôn ha. Cái phone nè, để vô đây, đó, ngay trước mặt chúng ta luôn. Không có đi đâu xa, không có chạy đâu xa, mình không có sợ nó rớt, mình không có sợ quăng rồi mình kiếm này kia, không? À, tiện nghi kia chưa? À.
Thành ra khi mình đi một cái xe mà cái thương hiệu mà nó lâu đời và đã tạo được cái uy tín với lại cái người khách hàng rồi đó, thì nó tính chi tiết lắm, tại vì nó là làm ăn, là nó nói là nó bán cái thương hiệu này là không phải là bán một năm nay mà nó bán cả trăm năm nữa. Nó thành ra nó làm tất cả mọi thứ nó làm hài lòng như người ta vô cùng luôn đó, các bạn thấy không? Ví dụ như ở phía trên đây nè ha, thì nó làm thêm những cái chỗ để mình để những cái lặt vặt ở trên này, hoặc là để hai chai nước trên này được luôn nè, hai chai nước hoặc ly nước gì đó. Nghĩa là nó ví dụ như nó làm một cái flat thẳng vậy thôi cũng được vậy. Tại sao làm vậy? Nó làm vậy là để cho khách hàng người ta có sử dụng thêm tất cả những cái không gian này, nó làm tiện dụng, nó tính từng cái không gian trống để cho người ta có thể người ta xài hết được luôn, chứ không phí một không gian nào hết, đúng không? Tiện nghi lắm đó. Máy lạnh mở lên thì nằm ở đây, tất cả mọi thứ muốn thì có máy lạnh, còn không nó thì mình tắt nó đi nè đó. Người kế bên vẫn có máy lạnh như thường luôn ha. Đó, mình mở lên thì tất cả mọi thứ đều có rồi. Còn cái gì nữa thì nó là nước nè ha. Ở đây mình để được ly nước nè, ở đây mình có thể để chai nước nè, để chai nước này đó, thấy không? Rồi ở bên đây nữa, để nước đồ bên đây được nữa, tất cả mọi thứ nó nhiều chỗ lắm, nó nhiều không gian, và nó sử dụng tất cả những không gian nào mà có thể làm được tiện nghi cho khách hàng, nó là làm hết luôn đó, nó làm sạch sẽ. Đặc biệt cái xe này đó, nó có airbag đàng hoàng nha, safety airbag, khi mà có tai nạn gì đó là tự động airbag nó bung ra để nó bảo vệ cái người lái cũng như là bảo vệ cái người passenger ha. Sướng không? Cái cây quạt nước ngoài trước đó là nó có sensor nha, khi nào mà mưa xuống ha, nó bắt được nước thì tự động nó gạt, không cần cái người tài xế phải mở lên ha, tự động nó quạt luôn à. Đó, tất cả đại loại nó là những cái tiện nghi mà Vân Sơn thấy trước khi mình lái đó, thì nó có những cái tiện nghi như vậy. Còn bây giờ ở trên xe của nó có cái gì? Ngay cái hoa lăng của mình á, thì nó có một cái hai bên là cái số nè, số lớn số nhỏ nè, mình có thể mình chạy tự động được, mình có thể mình chạy bằng số tay được ha. Quạt nước ở đây, tất cả những bạn nào mà có xe Mercedes á, thì đều biết là hiện tại bây giờ á, là cái nó không có cần gạt số lên xuống nữa, mà nó là nằm đây hết nè, nhẹ nhàng nó bấm nút thôi à, không cần gì hết. Rồi, đặc biệt là nó có cái screen ha, tất cả mọi thứ ở đây đó, nó báo mình một cái screen rất là bự như thế này, và đây là touch screen nha các bạn nè. Nãy nào thí dụ như bấm home ở đây thì tất cả mọi thứ nó về chỗ cũ, thì đầu tiên mình có phone nè, phone thì mình bấm lên thì có thể mình connect với cái phone của mình ở đây ha, tất cả phone mình connect với đây hết, gọi ra gọi vô đây được hết. Xong mình có thể đây là navigation đó, mở bản đồ lên nó chỉ đường cho mình tất cả mọi thứ nha. Rồi mình còn có đây radio đó, mình mở lên là có radio cho mình ha. Rồi xong xuôi ở đây á, là mình có cái media, có nghĩa là mình connect với lại cái phone của mình á, tất cả những cái nhạc, những cái music hoặc là những cái gì mà mình muốn play từ đây đó, thì mình có thể mình play từ đây luôn bằng bluetooth hoặc là bằng usb ha. Rồi xong theo đó thì mình có tất cả những cái information của cái xe này đó, nó báo cho mình biết là engine đang như thế nào, ở tất cả mọi cái xe mình đang có những cái gì nó trục trặc hay là gì đó là nó báo mình đây nha. Rồi xong theo đó thì mình có đây là app, là mình có thể mình add cái phone mình vào để mình có thể mình làm gì, thí dụ như là Apple Car, thí dụ như mình để mình chơi đây CarPlay, thấy không? Các bạn thấy không? Đó, vô đây mình có thể mình dùng bản đồ chỉ đường, hoặc là mình có thể mình dùng phone, hoặc là có thể mình dùng mình play tất cả những cái app của mình ở trong cái phone của mình được hết, thấy không? Rồi, xong năm đó thì mình còn cái gì nữa? Mình có setting của cái xe mình, đó tất cả mọi thứ, cái xe mình muốn setting như thế nào, mình có thể mình vô những phần assistant để mình tất cả mọi thứ nó set up đầy đủ nhiều thứ trong này lắm, kể cả nó cho mình cái option này nữa nè. Trong cái xe này đó, nó cho mình option là mình connect với là cái hãng phone hoặc là AT&T hoặc là Verizon gì đó ha, thì để mình lấy một cái số phone cho cái xe này và mình dùng nó để mình làm wifi cho cái xe luôn, toàn bộ cái xe khi mà ngồi lên đây mở cái wifi lên thì toàn bộ tất cả người trong xe có thể dùng được cái wifi của cái xe này ha. Nhưng ở đây nó không phải là thí dụ như mình đang lái xe mà mình điều khiển ở đây á, thì nó hơi khó đúng không? Nó cho mình option nằm ở trên hoa lăng luôn nè, thí dụ như ở đây mình bấm home là nó chạy về home, thấy không đó. Và mình thí dụ như mình có thể mình touch screen nằm ở đây luôn nè, đó mình touch screen mình bấm đây luôn nè, nó đi nè, các bạn thấy đã không? Đó, thấy sướng chưa, tiện nghi chưa?
văn minh tiến bộ chưa? Technology vô cùng đúng không? Quá trời quá đất luôn nè. Ở đây hoàn có, thí dụ như mình có thể mình mở volume nè ha. Đó, mình tắt volume mình nằm đây nè. Đó, mình hoặc mình bắt phone ở đây, mình không bắt phone ở đây, tất cả mọi thứ nó cho mình hết luôn. Đó, mọi việc, mọi thứ nằm ở đây hết. Và thậm chí nó còn cho mình thêm một cái này nữa nè. Các bạn biết nó cho mình gì không? Nó cho mình voice control. Đó, thí dụ như là hey, Mercedes. What do you want to do? See, đúng không? Mình có thể mình ra lệnh cho nó mở nhạc, mình ra lệnh cho nó là chạy đến đâu, mình ra lệnh cho nó bất cứ cái gì mà cái xe này nó có thể làm được là nó làm được cho mình liền. Nó rất là đã luôn, nó không có, nó tạo mọi điều kiện thuận lợi cho mình, tiện nghi, và mình cảm thấy là mình ngồi trên một chiếc xe nó vô cùng technology, đúng không? Nó đã quá, còn gì nữa. Cái này là mới bên phải đó nha, còn bên trái đó là nó cho mình điều khiển cái gì, nó cho mình điều khiển cái màn hình ở ngay trước mặt của mình nè, đó ở đây nè, đó mình bấm ở đây nè ha, và mình có thể mình chọn, đó mình chọn nè, đó là setup nè, toàn bộ tất cả mọi thứ hết, thấy không, trip nè, navigation nè, đó rồi ở đây thì mình còn có set cái tự động chạy của cái speed đó, on off như thế nào ha, hoặc là thí dụ như trên đường đi mà mình có bị một cái gì đó, mình chỉ cần bấm một cái nút thôi trên này nè, bấm cái nút trên này mình gọi thôi là roadside assistant nó đến liền luôn. Và cái này là nó free cho mình 1 năm nha, 1 năm nó free cho mình, sau đó mình muốn extend á thì mình sẽ extend với hãng Mercedes ha. Roadside assistant là nó giúp mình gì, thí dụ như xe mình lỡ nha, hết xăng giữa đường, nó đến nó châm xăng cho mình. Xe mình lỡ bể bánh giữa đường, có người đến họ thay bánh xe cho mình ha. Xe mình lỡ có trục trặc máy móc gì đó hư giữa đường, họ đến họ thay cho mình. Thậm chí xe mình lỡ mà có bị accident, bị tai nạn giữa đường mà không có ai giúp mình hết, mình bấm một cái nút thôi là nó alo mình liền, mình ngồi trong xe mình nói tao bị gì gì đó đang ở đâu đó. Và trong cái xe của mình á là nó có tracking được cái xe mình đang ở đâu luôn, là nó nhìn trong satellite, nó biết được cái xe mình đang ở đâu và nó đến nó giúp mình. Thành ra các bạn thấy không, rất là tiện lợi luôn ha. Và khi mà chúng ta ngồi trên này chúng ta lái đó, thì đặc biệt một cái điều mà Vân Sơn cảm giác Vân Sơn thích thú nhất là Vân Sơn không phải lái một chiếc xe RV, mà là Vân Sơn đang lái một cái chiếc xe nó rất là luxury, giống như một chiếc xe SUV của Mercedes, hoặc là một cái chiếc xe, thậm chí xe van, thí dụ như vậy. Chứ mình không có cảm giác là mình đang kéo một cái nhà ở trong đây, tại vì tất cả mọi thứ thuận tiện của cái chiếc xe Mercedes ở phía trước, cộng với lại tất cả những cái detail, những cái chi tiết, những cái rất là luxury của thằng Winnebago nằm ở phía sau, hai cái nó kết hợp lại thành ra một cái chiếc xe Mercedes chassis RV Winnebago View 24D 2022 luôn. Nó đã chưa đó. Thành ra hiện tại Vân Sơn đang đậu trước một cái hồ như thế này, trong một cái RV park, các bạn nhìn thấy rất là đẹp đúng không, đẹp vô cùng luôn. Và nếu các bạn nhìn kỹ chút xíu đó thì bên này của Vân Sơn nè, là có một cái bác đó đang ngồi ha câu cá. Vân Sơn nghĩ cái bác đó năm nay chắc cũng khoảng chừng 80 có à, đó đang ngồi câu cá, ngồi đó móc mồi rồi thả câu cá. Và đặc biệt cái hồ này đó cho mình câu thoải mái luôn, cá rất nhiều luôn, nhưng mà mình catch and release, có nghĩa là mình câu xong mình thả chứ mình không bắt mình ăn đó ha. Thú vui mà người Mỹ thường thường họ câu xong họ thả cơ mà, ít có ai bắt ăn lắm đó. Và cái hồ này nó cho mình như vậy đó, nó cho mình câu rồi cho mình thả rất là nhiều cá dưới này, các bạn thấy không. Vân Sơn còn trẻ còn đẹp nè, mai mốt mày già tới đó tao kêu mày hồi nào, shut up, nó nghe ra thấy không, nó kêu shut up là nín liền luôn đó. Xe này thông minh vô cùng luôn. Và đặc biệt Vân Sơn thích nó cái gì là mình kêu nó cái gì nó làm cái đó, chứ không phải nó giống như con vợ của Vân Sơn kêu nó làm này nó làm kia, kêu nó nói một nó nói hai, kêu nó nín nó còn nói lớn hơn nữa. Ok rồi, bây giờ còn cái nữa nè, hai cái ghế này nè ha, quay lại trở thành gì biết không, một cái dining set, một cái bàn ăn rất romantic luôn nè. And một cái, cái bên này y chang vậy luôn. And hai cái, thấy đã chưa, cái bàn để đây dựng lên, nếu có thấp quá còn nữa nè, đồ chơi nhiều lắm các bạn thấy không, để đây ha,
Đây cái bên này để đây, nó phía sau nó có cái dây nè, cái dây đai để mình cột sao để cho nó đừng bị rớt ra đó. Đó, lịch sự chưa, ngon lành lịch sự chưa. Để các bạn đây nữa, nhẹ nhàng lắm, chứ đừng để cái chân này xuống đây. Và cái bàn mình để lên đây, xong đem đi cà phê lên đây, để lên đây. Ở đây chúng ta có thể ngồi cà phê ăn sáng, ăn dinner, hoặc chúng ta có thể ngồi làm việc ở đây luôn. Còn gì nữa đúng không? Rồi bây giờ các bạn biết làm gì không? Bây giờ mình thử coi cái bàn này mình còn ăn có vừa hay không đó, bằng cách là mình kiếm gì mình bỏ cái bàn này mình ăn cái nhẹ nhẹ được không? Good idea phải không? Ok, good idea chơi. Rồi làm nè. Các bạn biết không, khi mà chúng ta trên những cái chuyến đi xa như thế này đó, có đôi khi chúng ta cần những cái thức ăn nhanh mà ngon miệng. Thì cái gì ngon nhất đúng không? Đố các bạn, một cái món mà người Việt Nam chúng ta mê lắm, đó là gì? Đó là mì gói, đó là mì tô, đúng không? Rất ngon luôn. Bạch xã mới mua bạch chứa nhiều trong này lắm. Đó, bây giờ mình để mình lấy ra mình thưởng thức nha. Trời ơi, cái này ngon lắm nè. Cái này tôi mê lắm nè. Tôi mê cái này nhất nè. Bà xã bà cũng mê này lắm. Các bạn biết sao không? Hồi xưa giờ mình ăn mì gói nè ha, hay là mì tô nè, mình ăn phở tô nè, thậm chí mình ăn bún tô nè, mình ăn cháo tô nè, mà chưa bao giờ có miếng tô. Đây là cái đầu tiên mà mình sẽ thử miếng tô. Trời ơi, ăn nó ngon. Mùi vị nó ngon, nó thơm và dễ ăn, cộng miếng ngon vô cùng. Nhưng mà hôm nào đi, hôm nào bữa nào Vân Sơn sẽ review cái miếng này cho các bạn xem sao. Bữa nay là mình không chơi thịt thà, cá mắm, seafood gì nữa, mà mình chơi cái gì cho nó nhẹ nhàng, thanh thoát chút xíu. Ok. Đó. Cái này ok nè. Mì chay lá bồ đề. Đó. Cái hương vị này Vân Sơn thích lắm, các bạn biết sao không? Tại vì cái này á, là nó gần gũi, nó thân thiết với Vân Sơn từ lúc Vân Sơn còn nhỏ lận. Từ còn chút xíu là Vân Sơn đã ăn cái này rồi. Và giống như cái video trước đó thì Vân Sơn đã giới thiệu các bạn là cái thương hiệu mà Simply Food đó, nó có mười mấy sản phẩm luôn. Thì đây là một trong những sản phẩm của nó nè. Ha. Cái miếng đó là cũng sản phẩm của nó luôn đó. Nó nhiều sản phẩm lắm và sản phẩm nào ăn cũng trên trung bình, cũng ngon hết á. Bây giờ nè, bữa nay Vân Sơn sẽ ăn một cái mì chay lá bồ đề. Này nó dễ làm, ăn mà ăn ngon vô cùng. Cái hương vị của cái mì này nó ngon lắm. Bây giờ Vân Sơn sẽ thử cho quý vị xem nha. Ok. Cái tiện lợi không? Hồi xưa đó làm gì có cái tô sẵn gì mà chế nước sôi vô mà ăn, đúng không? Hồi xưa còn nhỏ là cái gói rồi xé ra bỏ vô cái tô, chứ đâu có được mà nó tiện lợi gì đâu, đúng không? Quá trời tiện lợi luôn nè. Đó xé ra mày đã không? Đó coi nè, đây là cái rau củ quả ha. Trời, có cái nĩa nữa, thương không? Và quá kỹ càng luôn ha. Những cái hãng khác đó nha, thí dụ như là của Đài Loan, của Đại Hàn, của Thái Lan, rồi là không bị nó bỏ trong bịch như vậy ha. Nó bỏ trong cái tô rồi hết xong. Ở đây nó làm gì? Để làm gì? Để nó giữ cho cái mì á nó đừng có bị mềm, và lỡ như là cái siêu của cái ly này nó có bị rách ra hay bị gì đó thì nó vẫn còn có cái bao này để nó giữ an toàn vệ sinh cho mình, đúng không? Chứ lỡ ra nó bị siêu, nó bị rách ra rồi cái con này con kia nó chui vô rồi lọt cái mì mình sao, đúng không? Đó, thành ra rất cẩn thận luôn, thích nó quá đó. Mở nó ra trước đó, trong này nó có cái gói dầu nè, nó có cái bột nêm nè đó. Nhưng mình sẽ bỏ cái mì này vô trong cái tô này. Dạ. Tất cả những cái còn lại mình cho nó vào đây. Đó, vậy thôi. Cái bột nêm mình xé ra. Xé để vô. Rau củ quả cho nó vào. Xong cái hương vị của nó đó, cho nó vào. Ôi trời ơi. Xong và cuối cùng nước sôi mình cho nó vào là xong. Và chúng ta mình lấy mỡ nó mình ráng nó luôn ha, lấy cái nắp nó, lấy cái miếng giấy của cái nắp nó mình đậy lại, nó đậy đây
khoảng chừng 2 phút mới tan được. Quân Sơn thích cái mì chay lá Bồ Đề này lắm. Mặc dù nó là mì chay, mì gói, mì tô, nhưng mà nó kỹ càng và nó lo cho cái người khách hàng vô cùng luôn. Nếu như khách hàng mà thích ăn cay chút xíu á, nó tặng cho cái ớt luôn. Ớt tươi luôn. Ớt tươi luôn nha. Ông ấy vẫn chơi nha, đó. Đó, trong cái tô lấy ra cho ớt tươi gì luôn. Nói chứ không có, cái này là vô chợ mua nha, bỏ tủ lạnh. Khi nào mà ăn mì ha, hay là ăn món gì mà chúng ta cần một chút hương vị cay cay của ớt đó, móc nó ra cái mình chơi ha. Có chơi ớt vô là hấp dẫn liền. Đó, lấy ớt mình dằn ở đây luôn. Cho nó kín lại một xíu. Hồi lúc Phi còn nhỏ đó, thì cái mì mà đổ nước sôi vô ăn á, thì đó là cái hiện tượng rất lạ. Tại vì thường thường mì là phải làm ra rồi mới trụng, rồi phải nấu đủ thứ chuyện hết trơn á, mới có tô mì ăn. Nhưng mà từ khi có cái mì gói ra đời, thì lúc đó tất cả mọi buổi ăn sáng của những gia đình Việt Nam thời đó, hầu như là một tuần lễ phải có một buổi là có mì gói, thấy không? Mì gói hai cua, rồi mì gói vi phong, rồi mì chay lá Bồ Đề. Thời đó đó là những cái này nè, những sản phẩm này là những sản phẩm mà hiện đại đó. Đó kêu bằng những sản phẩm hiện đại fast food ăn liền ha, là những sản phẩm này là hầu như lúc nào cũng có mặt trong gia đình chúng ta. Từ hồi năm 1960 mấy đó, lúc mà Quân Sơn còn nhỏ xíu, 5-6 tuổi gì, Quân Sơn đã bắt đầu biết nó rồi. Và cho tới bây giờ cũng vậy. Mì gói, mì tô, mì ly, tất cả những sản phẩm đó hiện tại hầu như người Việt Nam nào cũng có những cái sản phẩm nó thủ sẵn ở nhà. Và đặc biệt Quân Sơn thích cái này nè. Hồi xưa giờ mình ăn mì Thái Lan, mì Hàn Quốc, nhiều loại mì khác nhau lắm. Mỗi một loại mì nó có cái hương vị ngon khác nhau. Nhưng khi ăn đến cái mì của Việt Nam mình đó, thì nó vẫn có những cái gì đó nó rất là gần gũi. Nó vẫn có cái hương vị, nó vẫn có cái chất liệu Việt Nam trong này, đúng không? Thành ra ăn một cái tô mì chay lá Bồ Đề, nó vẫn gần gũi, nó vẫn thân thuộc, vẫn rất là ngon luôn. Ha, nói chuyện gì nói, bảo đảm là nó mì nó ngon rồi. Đây. Và bây giờ mình trộn đều nó lên. Đó. Mình trộn đều nó lên các bạn. Ngon quá. Cái tô mì này đó các bạn biết không, ngoài cái hương vị ngon nó ra đó, cái cọng mì, cái sợi mì của nó cũng đã lắm. Nó giòn, nó dai, nó mịn mịn, ăn nó đã cái miệng lắm. Thành ra Vân Sơn thường hay lấy cái sợi mì này nè, Vân Sơn làm cái món được gọi là mì xào chay hay là mì trộn rau củ quả ngon lắm. Thôi sẵn hôm nay làm luôn đi. Các bạn biết sao không? Có nhiều người xem video của Vân Sơn đó, nói chú Sơn ơi, chú Sơn nấu ăn ngon quá mà con ăn chay làm sao con ăn được những món này. Thật ra hôm nay Vân Sơn chia sẻ một cái món này là chay nha, thuần túy. Bây giờ mời các bạn và quý vị theo Vân Sơn bước ra ngoài hồ, chúng ta sẽ làm một món mì xào chay hay là mì trộn rau củ quả. Ok, lửa lên. Dầu vô. Các bạn biết là mì chay lá Bồ Đề này mình đổ nước sôi vô mình ăn là nó ngon phải không? Rất là ngon luôn, cái hương vị nó ngon, cái cọng mì nó ngon ha, nó dai, nó giòn, rất ngon luôn. Chính vì như vậy đó, thành ra Vân Sơn rất là thích cái sợi mì này ha. Hôm nay Vân Sơn sẽ giới thiệu đến quý vị một cái món mà Vân Sơn cũng rất là thích luôn. Và trong mùa hè này mình ăn hợp lý luôn. Đó là gì? Đó là mì xào rau củ nha. Coi như là mì xào chay đó, mà thực ra là không phải là mì xào chay mà là mì trộn ha. Mì trộn rau củ. Đặc biệt lắm. Hôm nay chúng ta có tất cả những cái gì rau củ quả trong tủ lạnh mình có được đó, mình cứ mang ra mình xài. Thí dụ Vân Sơn có gì? Bắp cải nè, có ớt beo nè, có cà nè, có carrot nè, có củ cải trắng nè, có cần tây nè, có nấm nè, có tàu hũ nè, có hành nè, có tỏi nè, đúng không? Và gì nữa? Mì tô, mì chay lá Bồ Đề nha. Rồi, chỉ là như vậy thôi. Bắt đầu ha, cho dầu vào chảo nha. Các bạn nhớ ha, tàu hũ đó chúng ta sắc sợi ra giống như này nha. Đó, sắc sợi giống như này. Mình cho vào trong chảo dầu, mình deep fry nó.
chúng ta deep fry tàu hũ trước nha các bạn ha. Để làm gì? Để cho tàu hũ á, thứ nhất á, là nó chín vàng ở ngoài, và nó khi mà chúng ta mà chiên tàu hũ nguyên một miếng á, chúng ta sắc ra đó, thì nó có phần nó tiếp giáp với lại chảo, và nó có phần nó trắng, nó sẽ không giòn không ngon. Thì chúng ta deep fry như vậy đó thì tất cả nó tiếp giáp với lại dầu nè, tuy nó hơi lâu chút xíu, khi mà tàu hũ của mình á mà nó vàng hết á thì nó rất là ngon luôn. Hồi xưa giờ các bạn biết không, không có thấy cái thương hiệu này, tới khoảng thời gian gần đây mới thấy lại ha. Thành ra khi mà mình thấy là cái thương hiệu mà nó gắn liền với tuổi thơ của mình á, mình vui lắm, mình mừng lắm. Và Vân Sơn rất là thích ăn cái hương vị này, cũng như là cái sợi mì của nó ngon lắm. Thành ra khi mà mình ăn mì mà mình đổ nước sôi vô mình ngán đó ha, thì mình làm qua mì trộn, hoặc là có thể gọi là mì xào rau củ quả, mì xào chay, ngon luôn. Đó, tàu hũ bắt đầu vàng rồi nè các bạn thấy không. Đây, đó, tàu hũ gì là ngon rồi nè. Tàu hũ gì là good rồi đó ha. Khi mà các bạn thấy tàu hũ nó vàng tới ha, mình đổ ra, mình đổ ra cái rổ hay đổ ra bất cứ cái gì đó, để làm cái gì? Để cho nó bớt dầu, nó ráo dầu ha. Rồi, xong xuôi. Đầu tiên ha, mình cho tỏi vào các bạn nha. Không biết các bạn có tưởng tượng được tôi đang sướng như thế nào không? Đứng ở nơi đây ha, phía sau là cái hồ rộng mở, gió lồng lộng, nó bốc cái mùi mà dầu mà khử tỏi đây ha, nó vàng lên ha, nó thơm đã dễ sợ luôn. Đó, bắt đầu mình cho vô từ từ nè, hành cho vào nè, đó, nấm cho vào, cứ cho vào, ớt beo cho vào, củ cải cho vào, carrot cho vào, cần tây cho vào, đó, mình cứ cho vào hết vậy đó. Xong mình trộn nó lên. Mình cứ trộn lên các bạn. Trong khi đó đó, mở lửa nấu nước sôi ha. Còn để mà nêm nếm cái này đó thì thực sự ra mình không cần một cái gì để mình nêm nếm hết. Tại sao vậy? Trong cái mì chai lá bồ đề này nè, nó có những cái gói để mình nêm nếm đó nha. Thành ra mình dùng ngay cái gói này luôn. Này, mình dùng một gói ha, một gói thôi, để mình bỏ vào trong cái rau củ quả của mình. Đây, ở đây. Trộn nó lên. Đó, các bạn thấy đã chưa? Thấy đã chưa? Hả? Màu sắc đẹp chưa? Quá đã luôn ha. Đây. Khi mà tất cả mọi thứ rau củ quả nó vừa chín tới nha, đừng để chín quá, mình đổ tàu hũ vô. Tắt lửa. Tắt lửa các bạn. Tắt lửa nha. Nước sôi mình cho mì vào. Cho mì vào. Các bạn, cọng mì nó vừa chín tới thôi nha. Cọng mì mà nó vừa chín tới như thế này là coi như ổn nè ha. Ha. Mình không cần phải nó chín lắm nha. Bỏ vô dĩa. Quá ngon luôn. Ok. Ở đây á, mình còn một cái gói mì nữa đúng không? Một cái gói gia vị của mì, hồi nãy mình xài có một gói vô trong rau củ quả thôi, còn gói đây mình trộn vô mì nè. Đổ đây ha. Xong xuôi. Hai cái gói dầu của nó rất ngon luôn ha, mình đổ vô đây. Xong xuôi. Mình trộn nó lên. Đây đó. Mình trộn lên cho nó đều nha. Đó, mình cứ trộn lên cho dầu với lại gia vị, tất cả mọi thứ nó thấm đều vô đây ha. Xong xuôi.
mình mở một cái lỗ ở giữa ra. Đó, mình mở một cái lỗ ở giữa ra vậy nè. Đó. Bắt đầu mình mới cho nhân nhị của mình vào. Đó, rau củ quả vào đây. Kha 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 kha. À. Đó, thêm một vài công hành ngồi vô đây nè. Các bạn có thấy chưa? Đó, các bạn có thấy chưa? Đó. Tiêu vào nữa nè. Số B, cái này là pepper bay. Ok. Đó, đã hoàn thành, các bạn thấy chưa? Một cái dĩa mì xào chay, hay có thể nói là mì trộn rau củ quả chay ha. Chỉ cần hai cái tô mì chay lá bồ đề cộng với tất cả rau củ quả của mình đang có, không cần gia vị gì hết, không cần muối, tiêu, mắm, con khỉ khô gì hết, nước tương gì hết. Tất cả gia vị của nó mình dùng vào trong nó luôn, ra một cái dĩa như thế này. Còn gì để mà nói nữa không? Với cái khung cảnh như thế này nữa, các bạn có thấy chưa? Đó. Ở cái AV phạt này á, tốn có 80 đồng một ngày mà thôi. Vân Sơn chỉ cần một ngày 80 đồng thôi, không có cần một cái nhà 8 triệu đâu. Như vậy thì quá ngon rồi. Bắt đầu chúng ta thưởng thức cái dĩa mì chay của chúng ta trong cái khung cảnh tuyệt vời như thế này thôi, đúng không? Các bạn nè, coi con mì đó nè. Trời ơi, con mì của nó ha. Nó giòn, nó dai. Mà nó dài nữa. Nó giòn, nó dai. Con mì nó ngọt. Gia vị trộn vô nó vừa ăn ha, rất ngon luôn. Cộng mì thôi, ăn nó đã ngon rồi. Bây giờ bắt đầu mình ăn với lại những cái rau củ quả mình trộn vô nè. Ăn chung cái coi sao. À, cộng với miếng mì nữa nè. Ui cha ơi. Ngon quá. Trời ơi, tuyệt vời. Nó ngon quá các bạn ơi. Nó ngon vô cùng luôn, thực sự mà nói. Tới bây giờ Vân Sơn biết là Vân Sơn nấu ăn ngon. Các bạn biết sao không? Qua cái chương trình vừa rồi đó, Vân Sơn chia sẻ cái món ăn mà bún bò Nam Bộ đó. Trời ơi, nhiều bạn lên comment ha, hỏi thế này thế kia thế nọ, hỏi đủ thứ chuyện. Kể cả bạn bè của Vân Sơn, những người mà quen biết Vân Sơn á, gọi phone cho Vân Sơn, nói Vân Sơn ơi, cái món đó tại sao đó giờ ông không làm cho tôi ăn thế này kia. Thực ra nó là Vân Sơn là chỉ mới có nghĩ ra, và Vân Sơn làm một hai lần trên xe ăn chơi mà thấy ngon quá mới san sẻ đến quý vị thôi. Chứ thiệt ra cái món đó là Vân Sơn mới nghĩ ra, creative, mới nghĩ ra thôi ha. Và đặc biệt nữa, đặc biệt là các bạn hỏi là cái bún tươi mà Simply Food đó mua ở đâu, ở chợ sao vô chợ này kiếm không có, chợ kiếm không ra, thí dụ vậy. Vân Sơn đã nói rồi, cái này là nó mới vừa đến Mỹ khoảng hơn năm nay thôi, nó chưa có đi sâu, đi rộng, đi xa ha. Thành ra các bạn nào mà muốn biết là cái bún bán ở đâu, hoặc là những cái sản phẩm của Simply Food này bán ở đâu đó, Vân Sơn có để những cái link ở dưới nha. Vân Sơn làm cái gì Vân Sơn có để link ở dưới hết, từ camera cho tới tất cả máy móc, hay là kể cả xe đồ mua ở đâu, làm gì gì, tất cả link nằm ở dưới hết cái video. Các bạn chịu khó xuống dưới video này nè, là có đầy đủ tất cả những link ha. Các bạn nhìn thấy cái nào mà có cái chữ Simply Food, các bạn bấm vô trong website của nó, bấm vô chữ Where to Buy ha, là tất cả những ngôi chợ nào mà có carry nó, có sản phẩm của nó là đều có hết. Hoặc là các bạn có thể lên Amazon để mua nó nha. Ngon lắm, ok. Ồ, máy bay nó đang bay nè. Ở đây gần phi trường, thành ra máy bay nó bay tới bay lui. Nhưng mà ở đây đẹp quá các bạn. Ở đây tuyệt vời luôn ha. Quá đẹp luôn. 80 đồng một ngày thôi. Tôi sống như căn nhà 8 triệu, đúng không? Ăn một cái dĩa mì rau củ quả trộn thôi mà ngon như là dĩa mì bào ngư luôn. Thấy không? Quá đã chưa? Ha. Rồi, các bạn nhớ nha. Ai mà muốn mua cái sản phẩm mà Simply Food đó thì vô website dưới này để hỏi ha, để bấm vô để tìm hiểu ở dưới mua nha. Chứ tôi không phải là người bán bún nha. Các bạn gọi tôi mà lúc tôi đang ở Texas á, cái Texas nó khác giờ California. Cái giờ tôi đang ngủ. Trời ơi.
bốn năm người đè gọi tôi, bây giờ tôi đang ngủ. Trời ơi, tôi mới bán bún, tôi đâu có bán bún. Tôi chỉ làm thôi à, tôi không biết nó bán ở đâu. Vô trong website tìm hiểu để biết nó bán ở đâu. Vậy nha, bây giờ Văn Sơn phải nói lời tạm biệt với tất cả quý vị các bạn. Nhớ nha, bạn nào mà chưa subscribe, chưa like, chưa share, chưa comment thì ngay bây giờ hãy làm liền. Ok, I love you, bye bye. Woo. Có rất là nhiều bạn hỏi Văn Sơn là xe Văn Sơn mua ở đâu, làm sao biết xe tốt, làm sao biết xe xấu, mua dealer nào, giá cả như thế nào. Chẳng đây Văn Sơn trả lời luôn. Có nhiều bạn hỏi quá mà Văn Sơn không có thể nào chi tiết trả lời từng bạn một được. Thành ra Văn Sơn có để cái link ở dưới đó nha. Các bạn vào dưới các bạn thấy cái link mà đề là contact@vansonshow.com. Các bạn vô đó các bạn có thắc mắc gì bỏ vào đó, sẽ có người trả lời cho các bạn trong khả năng hiểu biết được nha. Thành ra Văn Sơn nói quý vị nghe nè, không phải mình muốn mua là được đâu. Tất cả mọi thứ trên cái thế gian này bây giờ Văn Sơn biết được là ổng sắp xếp hết trơn. Mình không có sắp xếp được ha. Cái gì nó cũng có số á, số trời đúng không? Thật sự là như vậy, mua xe cũng phải có cái số. Cái xe nào nó hợp với mình, nó về với mình mới thực sự là của mình. Còn không á, nhiều khi mình đi coi chiếc này mình mua nhầm chiếc kia. Thiệt. Làm cái chuyện gì cũng phải có cái số đúng không? Số trời mà. Tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế gian này xung quanh ta đều là số phận. Số trời.